Chặt ta phát thơm phức. Chào các bạn nhá. Thì hiện tại là Nguyễn Lợi TV đang có mặt ở trên Lạng Sơn. Thì hôm nay Lợi rất may mắn là đi qua đường đi hội chiến thắng ở thành phố Lạng Sơn đấy các bạn. Thì hiện tại là thấy các bác đang làm món thịt lợn quay Lạng Sơn. Đấy, thịt lợn quay đặc sản nổi tiếng Lạng Sơn đấy. Thì Lợi may mắn được gặp các bác đã chuẩn bị quay con lợn này. Thì Lợi sẽ đi vào quay lại video chia sẻ lại cách quay lợn của người Lạng Sơn cho các bạn xem nhá. Giờ này sợ cháy không anh, quay cháy không? Đấy, hiện tại các bác bây giờ mới đang khâu con lợn thôi các bạn ạ. Đấy mà là bí quyết. Con này anh làm được đâu? Được chưa? Con này to với anh nhỉ, con này bao nhiêu cân đây? Tí em thử ăn nó gì nó ngọt cả bì luôn. Ngọt cả bì luôn. Đấy. Không phải chấm. Thử cái bì đi. Tí em thử rách mà test thì đúng hết. Thứ nha, để làm món uống nước đấy. Con trai đấy. Xin nhờ vừa. Tắm lợn. Con phải vệ sinh một lớp mật ong nữa. Lấy mật ong sống anh. Xong này thì mới lấy mật ong thôi. Lần cuối để bắt đầu vào màu, bây giờ vào màu luôn này. Được sống luôn. Này, chuột chưa mình chưa thấy bao giờ. Không nóng á. Lấy màu mật ong nhá, ở trong chậu thì ông sẽ lấy vào nước nóng này. Được chưa? Hôm nay mà đứng ở đây thì chỉ lửa ấy thôi nhỉ. Lửa nóng lắm. Là khâu chuẩn bị lò quay lợn đây các bạn này. Cao tí nữa được. Con này 81 cân các bạn nhé. 81 cân. Con này quay phải 3 tiếng anh nhỉ? Biết không? 3 đến 4 tiếng mới được ấy. Con này lấy màu rồi, vừa lấy màu đấy. Đang lên màu kìa. Đường nhiều quá. Bây giờ khó khó đấy, con này quay được một tiếng các bạn nhá, màu lên lên rất là đẹp. Màu đẹp thế, lên màu đẹp lắm rồi nhỉ. Ông ăn đi. Một bắt đầu ra lò này mới đẹp này. Nóng hổi luôn. Đúng rồi. Ra luôn. Ra từ tuột luôn. Thôi rồi luôn con lần này. Đi rồi rồi ok. Phải di chuyển sang mua tạp dề này tí hết rồi. Có chứ, làm cái con to. Con to thì mới đủ anh em. Con to này. Chặt ta phát thơm phức.
con này. Nước này, cái nước nó bỏ ra cho chú. Để lấy nước từ đây đó, để múc lấy nước đó. Từ từ chặt thôi, nó đây đây. Cho bật bật. Cái nước chấm được này. Nguyên là nước chấm lá mang mặt luôn. Và cái này mới đây mới phải là đặc sản. Nhìn tảo ba chỉ thích nhỉ. Đấy, được chấm rồi, đủ gia vị luôn. Đấy, chấm kia mà dưới cơm ấy chú nhỉ. Ui ui, nhìn này, ui ui cái này. Nhìn nó ba nước chấm này. Cái này móng mật lá móng mật băm băm ra một chút cho vào nữa thì thôi nhỉ. Còn có cả cái quả nữa đấy. Quả đập xay cho muốn cho vào đấy. Quả băm mật khô đấy nhỉ. Bác xay rồi. Đấy. Thảm ơn. Nhìn nó thấy giòn lắm rồi. Thảm ơn. Giòn như bánh đa ấy. Sợ ông à? Đó đâu có đi kìa. Ừ, ông ăn rồi. Thôi rồi chứ à, cái túi to đâu. Cứ từ từ đi. Ta thảm mọi chuyện trước. Tuyệt vời. Cái ba chỉ này. Ôi giòn tối vô luôn. Đúng rồi. Ừ, con này ngon thật đấy. Thơm ngon. Giòn thơm. Lần làm rồi. Ê rồi rồi đại ca. Tôi ngắm một phay mà nhưng bốc khí điện thủ bên ấy. Ấu là hấu, ấu cứng là hấu thầm một tráng ấy, thủ bằng ấy. Ừ, nhưng mà mình sẵn lâu ủ đấy. Cười nó dài hết rồi. Ô được một kiến ba cái mặt. Nó ủ vào cho con phần nào nó hơi đỏ đỏ thì nó chưa ủ được về. Để gót vào thế này rồi thôi. Cái tôi để đến đây rồi cho lên cái nó lên ra nó này. Cầm lấy đi. Đã có khách lấy chưa chú? Hả? Không có. Bà mua đúng không? Bà mua. Bà mua mấy cân đấy? Bà làm 1 cân. Cân thôi, ít người. Này ngon. Nhà có hai vợ chồng ăn 1 cân này. No ấy mà. Thế thôi đó. Ngon thế thì còn giá. Nó ăn quá rồi đấy. Lợn bản cơ mà. Lợn bản lắm. Thế là hơi bon mồm ở đây đúng không? Lợn bản đây cũng là lợn thật. Quay vào nhiều khách. Thấy mắt gọt phát lên là. Nóng quá, nóng nóng. Thì đa nóng nóng, nóng, nóng giòn thì mới ngon chứ còn. Thôi bà bảo nóng rồi. Đi đi đi. Hơn cân rồi. Hơn cân rồi, cân mốt rồi. Mốt rồi. Mốt. Ờ. Áo leo về, áo leo về. Áo thì nắng còn về cân 2 thì mình phải làm nghề. Ô lại tật phòng trang. Đâu cứ nhăn sang sẵn nắng rồi, có cả nhăn đều. Đấy chà, có gì đấy bây giờ. Ừ thì ông nắng quá. Đấy á, mèo đang có nắng ngay á. Cái này anh. Đây 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 đây. Mấy thầm mấy thầm. Cân 2. Cân 2 là thành 1 cân là 270 đúng không ạ? Vâng. Còn 2 lạng 39.000. Thế là thành 300 314.000. À 304.000.
304. 304 là lõm rồi, lại phải thêm một miếng thịt nữa. Mặc kín một kiểu á, phải nương à? Một kiểu đó, quay ngang ngón à? Đấy, miếng, miếng thịt của bà là tính là lên TV nhá bà nhá. Tí này các bà đi hát giao duyên nè. Có chứ. Ăn cơm xong mới đi. Ăn xong cơm mới đi. Chiều nhà bà nhá. Có gặp được người yêu cũ không hả bà? Có chứ, sao có phải đi chưa à? À. Hát ngay không? Hát cả buổi chiều á nhờ. À. Gặp người yêu cũ hát cả buổi chiều. Mục đích là gặp người yêu cũ. Đến đồ ăn đi thì cứ hát đồ ăn đến đấy. Tẩy vào nó. Bây giờ nó chỉ cấm vào hàng thôi người. Là tớ ăn cua nó xếp vào cái đấy. Ô, 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 ờ con hiếu một cân nữa không? Mang cho trọng đang có khách. Trọng đang có khách. Ừ. Trọng, trọng đang có khách. Ừ. Nhưng bảo về lấy cái táp rễ không lấy được. Cái này có. Bảo đang bị thối không? Bảo đang bị thối. Ê, chú, lấy cái khăn quấn vào cổ giống như ở Tây nó ăn này. Mưa mưa rồi sang ăn nữa. Cái này mày mì à? Ui, nóng lắm. Chịu khó vậy đã nóng rồi, bây giờ bỏ ra một lúc. Mỡ nó bay xỉu. Lúc này không ngon. Bỏ quá. Lấy sau vậy. Đâu lấy rồi trực. Mấy cân? Ui ui ui. Giờ nóng quá, nóng quá. Không cầm được. Bỏng tay luôn đấy. Sợ thật. Quay lại tay à? Nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Nóng quá. Mấy thịt. Cân 1 cho bì vào cân 2 đi. Nhá. Ôi giời, chú cháu mình quan trọng. Bì mới ngon chứ. Bì mới ngon này, bì con này ăn dày. Đợt quay không có bì thì quay không bì mất ngon đấy. Cân 2 đi. Con này dày thật đấy. Có băm nữa không? Băm chứ. Rồi, chặt luôn. Cứ thử ăn rồi. Về tí chỉ vượt nhá rồi. Ờ, không phải làm có cái gì hết cả. Chỉ biết là việc giải chiếu ra. Cháu năng mình. Nào, nào, để đeo cho cái tạp về cho đúng đầu bếp chuyên nghiệp nào. Để cởi áo đấy. Đấy vướng lắm, tớ bẩn rồi. Đấy, phải có cái tạp dề này vào mới được chứ. Cái tạp dề này không thành rồi, nó còn... Ê, cái này đang lâu đời lắm rồi. Cái này đút vào túi luôn. Cái này... Anh à, anh... Trả lăng. Bao nhiêu đây? Ông trả nhá, bao tiền đây. 300.000 mấy? Ở chị gặp rồi đây. Hai nhân xin nào. Chị đi đâu về đây? 304.000 đồng. Đấy, chắc rồi chị. Đấy, 300 được thôi. 306 à. 4.000 không lấy đâu. Rồi. Hai nhà đều một cân 2 luôn à? Ờ, hai nhà đều cân 2 luôn. Thế là hôm nay đánh đề là 12-21. Ăn đấy nhỉ? Đúng rồi, đúng nhận là lặng cân rồi đấy. Cân thì cân 2 chứ được à? Cân 30 đấy. Thế là đúng... Thì có phải thịt sống đâu mà cắt được chuẩn đúng không? Tiền số lặng xem bao nhiêu nhỉ? 12. 12 à? Cháu hơi quay toát hết mồ hôi. Thế à? Thôi được rồi, ông đang bán thịt thì ông không lên được đâu. Lúc khác nhá. Mà hao hết lắm. Lên mưa đâu. Không nghe cả là. Thú muốn luôn này, cho nên muốn đi hộ này. Ờ thế cứ phải lên ông thắng xem. Lên xem nó biết à. Thế. Áo xuống. Còn cái đi đúng không? Thớt luôn. Thớt à? Cứ thông tâm hậu với cả thớt. Ôi giời, thớt. Cao thủ chặt lần quay. Thớt này chặt hàng 100 con quay. À, lại trong cơ. Ồ, lại trong chân la. Tây Bắc, Tây Bắc, Tây Bắc, Tây Bắc.
Đấy bác mình Đông Bắc thì... Lên tivi á bác nhỉ? Đấy, lên tivi khỏe luôn đấy. Lên mạng thì thấy rồi à, các chú được không ạ? Lên mạng kiểu gì thấy, lên đồ tu vi ấy, đồ tu vi là thấy à? Đúng rồi. Ôi, nhìn quen lắm rồi, nhìn quen mặt lắm rồi đấy. Cứ vào xem đây còn like cho này. Cảm ơn chú. Để xem này. Like cho cháu. Ông này là nhìn quen nhất này. Lên mạng nhiều rồi. Đấy có nhiều cắn không? Cái này chặt 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 một cân ba chỉ nó đây luôn. Con dao này phải mài lại thôi, không là nan hết thịt của khách rồi. Đi thẩm con ông bu nắng rồi. Ôi một cân được rồi. Nắng rồi, cũng vào đấy à. Thẩm mẹ, nắng cái nắng hư. Thẩm nó bảo hơn nè. Thẩm nó thẩm nước của mẹ.